Nhà mẹ Việt Nam anh hùng Trần Thị Lệ tại phường Hòa Cường Bắc, quận Hải Châu hôm nay vui hơn mọi ngày, rộn rã tiếng cười bởi có nhiều đoàn viên thanh niên đến thăm hỏi, trò chuyện. Mẹ Việt Nam anh hùng Trần Thị Lệ năm nay đã ngoài 90. Có mẹ và con trai là liệt sĩ đã hy sinh trong hai cuộc kháng chiến. Sự có mặt động viên của thế hệ trẻ là nguồn động lực khích lệ tinh thần to lớn để mẹ vui hưởng tuổi già. Hồi mẹ khỏe, mẹ trẻ, mẹ làm cũng tốt. Nhiều chỗ lắm, cho nên trừ về giờ là rồi mà nói đây không được. Cái đó rồi có cái nơi còn đến thăm ấy. Con cháu đến thăm mẹ tốt quá. Mẹ rất là cảm ơn các cháu. Cái lời về thăm gia đình. Chúc các cháu mạnh khỏe, làm tốt tốt. Tham gia chương trình Chúng con nuôi mẹ là một đoàn viên thanh niên. Tôi rất là vinh dự khi được tiếp xúc với mẹ, được thăm hỏi, tặng quà và cũng như nghe mẹ kể về những chiến tích lịch sử, về những cái chương trình mà mẹ đã trải qua. Thì lúc đó cái ngọn lửa trong tôi thì sẽ tiếp tục bừng sáng một cái để tiếp tục noi gương theo các anh hùng liệt sĩ và cũng như là theo gương của mẹ để từng ngày hoàn thiện bản thân mình hơn. Chẳng cần đợi đến ngày lễ Tết hay tháng 7 tri ân, mô hình Chúng con luôn bên mẹ của tuổi trẻ thành phố Đà Nẵng giúp các bà mẹ Việt Nam anh hùng có điều kiện được gặp các bạn trẻ nhiều hơn. Tại đây, đoàn viên thanh niên phân công tổ chức các hoạt động khám sức khỏe cho mẹ, dọn dẹp vệ sinh nhà cửa, trang trí lại bàn thờ, thăm hỏi, trò chuyện, nấu bữa cơm cùng mẹ. Khi mà thành phố có đề án 04 về triển khai 14 cái mô hình dân vận khéo, thì thành đoàn với mô hình Chúng con luôn bên mẹ cũng đã được thành ủy chọn là một trong các cái mô hình được nhân rộng. Và trong năm 2024 thì thành đoàn cũng đã hướng dẫn triển khai đến cơ sở thực hiện 5 cái lượt mô hình nhân các cái đợt sinh hoạt chính trị của đoàn thanh niên và nhân các cái ngày lễ kỷ niệm của đảng, của đất nước, để từ đó đoàn viên thanh niên ý thức sâu sắc về trách nhiệm của mình cũng như là trách nhiệm đối với lại các thế hệ cha anh đi trước và với các mẹ Việt Nam anh hùng. Sau hơn 2 năm triển khai, mô hình được duy trì đều đặn tại 22 trên 22 đơn vị trực thuộc thành đoàn, trở thành hoạt động xã hội sôi nổi thường xuyên, mang đậm giá trị nhân văn. Đến nay, các cấp bộ đoàn đã tổ chức hơn 1.000 đợt thực hiện mô hình trên toàn thành phố, góp phần thiết thực cùng với các cấp, các ngành, hỗ trợ động viên, xoa dịu nỗi đau mất mát của các gia đình chính sách, các mẹ Việt Nam anh hùng, giúp các gia đình vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống.